thuộc thời gian 13 năm. Và tôi đã chứng kiến và là nạn nhân của một cái giai đoạn lịch sử phải nói là vô cùng khắc nghiệt. Cho đến năm 1988, tức là sau 13 năm tù thì tôi được tha về. Và sau đó bởi vì tôi không có tìm thấy được cái đất sống trên quê hương mình, cho nên tôi buộc lòng phải vượt biên ra đi. Và năm 1989 này, tôi vượt biên. Và tới năm 1990 đó, thì một giám mục bên New Zealand đã mời tôi từ trại tị nạn Thái Lan để tôi qua phục vụ tại giáo phận Auckland, New Zealand trong vòng 30 năm rồi. À, cách đây 2 năm thì tôi đã hưu trí và hiện nay tôi vẫn sống tại nước New Zealand. Vâng. À, theo tôi biết đó, thì dĩ nhiên là tôi là người bên Công giáo, Thiên Chúa giáo, mà đồng hồ Công giáo thì tôi biết rõ về giáo hội này. Thành ra Công giáo thì biết đó là bắt đầu từ khi các cha thời xa Pháp, Tây Ban Nha của truyền giáo Việt Nam có đã 300 năm trước rồi. Cho nên cái việc mà tôn giáo Việt Nam đó nó đã thành hình, thành đề nếp khoảng 300 năm. Đó là Công giáo. Bên cạnh Công giáo đó thì nó chia ra một vài nhánh khác, cũng là Kitô giáo, ví dụ như là đạo Tin Lành. Bên cạnh nó có những đạo lớn khác, ví dụ như đạo Phật giáo, rồi có Phật giáo Hòa Hảo, rồi trong nước lúc đó lại có đạo Cao Đài, và cũng có một số các tôn giáo khác nó không có mạnh lắm, nhưng mà ví dụ như là thời gian nó cũng có cái đạo như thế là đạo của người Chàm cũng khó, nhưng cái đó là không có phát triển mấy. Nhưng mà cái phát triển mạnh nhất thời gian đó đó, theo tôi biết là Đại Nhất Cộng Hòa đó, hay là Dương Hòa đi, thì nó có hai tôn giáo lớn là Phật giáo và Công giáo. Và sau khi mà Cộng sản chiếm miền Nam rồi đó, thì tình hình tôn giáo này hoàn toàn nó biến dạng. Nó vẫn còn đó, nhưng cái bản chất đó nó đã biến dạng rất nhiều. Điều này có thể sau phần sau tôi sẽ nói rất rõ về những gì mà tôi biết, tôi đã chứng kiến, tôi đã trực tiếp lên tiếng và tôi đã tranh đấu cho cái sự tự do và cái đem lại được bản chất thật sự tôn giáo. Điều đó tôi đã làm, đang làm và như là tôi sẽ làm. Nếu một người nào nói rằng trước thời Đại Nhất Cộng Hòa đó mà Đại Nhất Cộng Hòa đó mà Phật giáo bị đàn áp đó, là cái điều đó hoàn toàn sai. Tôi nói thẳng vậy, hoàn toàn sai. Chẳng những không có bị đàn áp, mà chính phủ Đại Nhất Cộng Hòa lúc đó đó lại còn khuyến khích các tôn giáo hoạt động cũng như tôn giáo của mình và mở rộng ra, bởi vì thời đó đó chính phủ thấy rằng tôn giáo không phải đóng góp về mặt tôn giáo mà thôi, mà tôn giáo còn là đóng góp về mặt chính trị nữa, và nâng cao cái sự lương thiện đạo đức con người. Mà một người dân tốt đó thì quốc gia cũng mạnh được. Cho nên tôi thấy rằng đó, theo cái nhìn tôi lúc đó tôi linh mục rồi, tôi thấy rằng tất cả tôn giáo đều được hoạt động một cách bình thường. Trước thời Đại Nhất Cộng Hòa, Đi Cộng Hòa đó, tức là tôi nói chung là trước thời mà Cộng sản chiếm miền Nam đó, thì các tôn giáo sinh hoạt phải nói là rất là đều đặn, và có tôn giáo thì phát triển mạnh hơn, có tôn giáo phát triển chậm hơn, nhưng mà sinh hoạt tôn giáo phải nói là rất khởi sắc. Tôi thí dụ về phía Công giáo đó, thì các chủng viện, các nhà thờ, các trung tâm hành hương được tự do hoạt động một cách thoải mái, không có bị ngăn bất cứ một trở ngại nào cả. Nhưng tôi nói lại đó là dĩ nhiên thì chúng ta phải hoạt động tôn giáo trong phạm vi khuôn khổ của luật pháp quốc gia, không thể lấy cái tôn giáo đó mà đặt ra ngoài cái ranh giới của luật pháp được. Vì phía Phật giáo theo tôi hiểu đó, thì các nhà chùa, các tu viện, các cơ sở Phật giáo vẫn được hoạt động một cách điều hòa, một cách phát triển. Và ngay cả tôi còn biết đó, thời Đại Nhất Cộng Hòa thì trên tổng thống Ngô Đình Diệm cũng đã khuyến khích và giúp đỡ tiền bạc khi mà xây những ngôi chùa nữa. Điều này tôi thấy nó là một điểm son, bởi vì người nói rằng ông tổng thống và Công giáo có thể là ông sẽ nâng tôn giáo này, không hạ tôn giáo khác. Điều này dưới mắt của tôi và sự hiểu biết của tôi đó hoàn toàn không có. Nó là một sự phát triển hài hòa. Bên cạnh đó, các tôn giáo bằng nhỏ hơn, tôi tạm gọi là nhỏ hơn đi, thí dụ như Phật giáo Hòa Hảo hay miền Tây của mình, miền Nam, hay là Phật giáo Cao Đài dù thế nên chẳng hạn, thì những buổi sinh hoạt, những buổi lễ lạc, những buổi hội nhóm rất là
Sầm Quốc, và các tín đồ các nơi đó được tự do hành đạo theo cái tín ngưỡng của mình. Đối với Công giáo đó thì nó chia ra ba giai đoạn rất là rõ rệt. Thứ nhất là phải triệt tiêu Công giáo bằng mọi giá, phá bỏ tất cả mọi cơ sở vật chất. Khi tôi ra khỏi tù năm 1988, tôi ở miền Bắc 2 tuần lễ để tôi có dịp tôi đi quan sát khá nhiều nơi, chứ không phải khắp nơi, khá nhiều nơi về cái hoàn cảnh sinh hoạt của giáo hội Công giáo miền Bắc sau mấy mươi năm dưới chế độ cộng sản. Thì tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh nhà thờ bị phá làm hợp tác xã, rồi trường học bị nhốt làm chuồng bò, rồi chủng viện thì bị đóng cửa, các tu sĩ thì bị giải tán, vân 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 vân. Rồi một hình ảnh mà rất là đến sâu mãi trong trí óc của tôi là hình ảnh sau khi tôi ra tù, tôi ghé vô tòa Hồng Y Hà Nội. Buổi chiều đó Đức Hồng Y mời tôi đi bắt bộ trên sân thượng. Chân đi, Ngài hỏi tôi rằng: "Cha Lễ, cha có thấy cái gì khác lạ trên sân thượng này không?" Tôi không có, tôi không thấy gì cả. Thì Đức Hồng Y Trị Mang Căng nói rằng: "Dạ, phải có xa mới thấy, có gần thấy đâu." Thì tôi có xa cái bề mặt của sân thượng lót bằng gạch tàu đó, thấy một đường vòng hình quả trắm, nó mòn xuống, nó giống như là cái ai mà lấy đồ chài sắc mài rửa lên, nó tròn như quả trắm. Tôi có thấy hình như có cái đường ai vẽ này, thì Đức Hồng Y nó không phải đường vẽ đâu, đó là dấu chân của Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê trong mấy chục năm bị quản chế trong tội một ngày đi bộ. Đi riết trong mấy chục năm trời mà cái đường nó mòn như vậy đó. Bao nhiêu tôi cho thấy rằng đó, là cái hoàn cảnh của giáo Công giáo khi mà Cộng sản chiếm đó là bước thứ nhất, và nó triệt tiêu bằng mọi giá. Bằng mọi giá, cơ sở phá, nhà thờ phá, chủng viện phá, tu viện phá, các lực phá hết, phá hết. Nhưng nó thấy rằng cái bước đó thất bại là bởi vì đó, đức tin người ta nó không phải nằm trong nhà thờ, đức tin không phải nằm trong cái buổi lễ, mà đức tin người ta nó nằm trong con tim của người tín hữu. Đó, cho nó thất bại. Thì qua cái bước thứ hai đó là nó có dây được dây rồi đó, là nó gây dựng lại cái giáo hội đó bằng cách là nó khuyến khích, nó đi sai người đi ra từ ra ngoài ngoại lấy tiền bạc về các nhà thờ này đó, rồi nó kêu bằng dùng tiếng Anh gọi là infiltrate, tức là thâm nhập vô hàng ngũ lãnh đạo, hàng ngũ chức sắc, để nó có những ông linh mục lúc đó tên gọi là quốc doanh. Hay thì chính bàn tay những kẻ đã phá nhà thờ lúc đó, bây giờ chính những bàn tay đó nó lại xây dựng nhà thờ. Đây là điểm ít ai để ý. Nó thật, giáo Việt Nam của tôi nhiều khi tôi nói thương họ, họ đơn sơ lắm, rất đơn sơ. Họ thấy rằng cho xây nhà thờ là mừng thôi, mà thật sự vậy thôi, nhưng đâu có ngờ rằng đó là cái bàn tay phía sau, nó không thấy được gì hết. Tức là nó cho thấy rằng giáo hội Công giáo đang bị nằm trong cái sự cái thao túng của Cộng sản. Một con giám mục bạn của tôi là đức cha Nguyễn Quang Tuyến ở Bắc Ninh, khi mà gặp tôi lần chót trước ngày chết, ngày để lời trối cho tôi, nói: "Bác Lễ, bác có khả năng bác viết đi thôi, Tuyến này không có khả năng." Giáo hội Công giáo lúc đó đang bị thuần hóa, tức là bác, ông đức cha Tuyến ngồi sợ tôi không hiểu thuần hóa. Ngài hỏi: "Bác có biết thuần hóa là gì không?" Thuần hóa người ta dạy con sư tử nó nhảy múa, nó làm trò để cái người chủ con sư tử đó, để cái nó người đó người ta bỏ tiền vào, tức là dạy con sư tử làm trò để mà mình thu lợi. Tức là nó xen nhập vô nội bộ của giáo hội, rồi nó thúc đẩy một số giáo sĩ tu sĩ ra ngoại quốc này đó kiếm tiền kiếm bạc hóa trời hóa đất. Chính tôi là người đã viết một cái bài báo lúc đó đã đến lúc phải chấm dứt một vụ xin tiền. Bài báo đó gây ra một sóng gió không tưởng được. Người ta chửi tôi không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mà chúng nhờ bài báo đó mà bộ mặt Hội Công giáo Việt Nam nó được sạch sẽ hơn. Không còn cảnh mà Hồng Y giấc một tu sĩ nam nữ mà sách rổ ra hải ngoại xin tiền xin bạc về. Bởi lần theo cái lần bỏ đất phải về nhà bỏ túi sẽ được đâu.
phải qua tay tụi nó, đó là điều thứ hai. Điều thứ hai tức là giai đoạn phá không xong, điều giai đoạn á thâm nhập được đó, thâm tàu rồi đó. Bước thứ ba là điều khiển. Bằng chứng cụ thể là gì? Bằng chứng cụ thể là có những vị chủ trang hiện nay, tôi nói công khai, tôi không nói ốc mở đâu, chắc là anh em nào lên trên YouTube cũng biết, hiện nay đại hội giáo hội Vinh đó có trường hợp rất là tùm lum tùm la về một ông giám mục và một ông linh mục kia. Nghĩa là ông ra tôi nói rõ là ông Thanh Nam và đức cha Nguyễn Hữu Long, và họ coi thế là ông cha Nam đó thì ông rất là mạnh mẽ, ông lên tiếng binh vực người nghèo, lên tiếng binh vực người bị thất miệng báo cổ, rồi binh vực cho những người bị áp bức bất công này kia. Thì trong khi đó thì ông giám mục đó thì lại là cái người đứng ra phải chức ông này, bịt miệng ông này, cho nên cái chuyện đó bây giờ nó đang làm tùm lum ở trong nước. Cho đến giai đoạn đó là cộng sản nó sử dụng tôn giáo với mục đích của nó. Cho nên thấy nó cái tiền đề không bao giờ sai, tức là tôn giáo là kẻ thù của chế độ, đừng ai khờ khạo mà quên câu đó. Tôi nói rõ là tôn giáo là kẻ thù của chế độ, bất cứ tôn giáo nào nhé, chứ tôi không nói riêng tôn giáo đâu. Thành ra bây giờ nó có những cái loại tôn giáo ta gây bằng yêu nước, tội cộng sản đứng ngoài nó không làm được, thì nó lấy ngay những ông cha, ngay những cái người trong giáo hội đó đứng ra thành lập ủy ban công giáo yêu nước đó, yêu nước, để dùng cái yêu nước đó lũng đoạn tất cả mọi thứ sinh hoạt tôn giáo, cho đến khi nào mà tôn giáo này đó tê liệt hẳn thì thôi. Đó là cái chủ trương rõ. Cho nên nếu mà nói về vấn đề tôn giáo đó thì tôi là một cái người đã làm cha xứ sau khi cộng sản chiếm miền Nam. Tôi đã có những kinh nghiệm hết sức đau thương về vấn đề vai trò một ông cha xứ dưới chế độ cộng sản, và tôi đã chứng kiến tận mắt những cái nhà thờ, những cái chủng viện, những cái trường học, những cái tu viện đã bị cộng sản tàn phá. Và tôi là người đã chứng kiến được cái cảnh những ông linh mục, một mà chúng tôi gọi là quốc doanh đó, nghĩa là suy sang nghi sô đó, thì gọi là dựng chủ, gọi là tài sai, làm con rối cho chế độ. Thành ra phải tiêu diệt bằng mọi giá, còn sự tiêu diệt thế nào đó thì tùy theo cái chiến thuật, thay đổi theo cái hoàn cảnh. Đó là tôi nói về phía công giáo. Mà dân tộc hiện nay đó, là dưới chế độ cộng sản nó cai trị, nó nắm quyền, cho nên khi mà những người công giáo yêu nước này nữa đó thì nó ban cho được những cái quyền lợi hoặc những cái favor tức là những cái ân huệ đó, ví dụ xây nhà thờ, tổ chức rước kiệu, được đi hải ngoại này kia đó, thì nó được tự do hơn, nó được cái bằng thoải mái hơn. Và một hiện tượng rất là dở, tôi là dở đó, thì một số những vị linh mục ở trong nước này, tôi chưa nói tới tôn giáo khác, thì bây giờ muốn cho mình cũng được một cái ân huệ với tôi gọi là chủ nghĩa cộng đi, thì lại có những ông cha trẻ bây giờ lại đi giao tế, rồi ăn uống, rồi nhậu nhẹ. Thành ra nó hư hại cả một cái tầng lớp giáo sĩ trẻ sau này. Mà người ta không thấy. Đặc biệt cái á, người công giáo đó lại rất là kính trọng các linh mục. Đây là điểm tốt và cũng là điểm xấu. Giáo dân mà kính trọng linh mục thì rất là tốt, không gì sai hết á. Nhưng mà cũng chính vì kính trọng quá đó, cho nên nhiều khi giáo dân là nhắm mắt không thấy những hành động sai trái của linh mục. Cái này hoàn toàn tai hại, rất là tai hại. Cho nên cái sự mà giáo dân mà kính nể tôn trọng của linh mục đó, nó là một con dao hai lưỡi. Nếu mà vị linh mục đó là người tử tế đứng đắn, biết lo đời sống tôn giáo và nâng cao cái tinh thần của giáo dân đó, điều tốt. Nhưng mà nếu như linh mục đó là những người mà đã ngã nghiêng theo cái chế độ của bằng kêu bằng giao thế, rồi để lấy lòng để được xây dựng nhà thờ,
để này khi nọ, thì đó là một cái điểm tai hại. Cho nên thật ra nhiều khi tôi nói đây đó, có thể một vài linh mục nghe tôi nói họ cũng không đồng ý đâu, không đồng ý đâu, nhưng mà tôi phải nói những gì tôi suy nghĩ. Thật ra khi mà tôi thấy nhà thờ trong Việt Nam càng ngày càng xây đồ sộ bao nhiêu, càng kêu bằng phô trương bấy nhiêu, thì trong lòng tôi lo bấy nhiêu. Là có những người lại còn đơn giản luôn nè, chưa bao giờ mà vô Công giáo đó, phát triển nhà thờ thánh như dưới chế độ Cộng sản. Câu này thật là một sự đau đớn. Người ta đâu có biết rằng đó là một cái nước sơn bên ngoài. Nước sơn bên ngoài đó để che giấu những cái gì tồi tệ bên trong. Vừa rồi đây, cách đây chắc chừng 3 tháng thôi, tôi có viết một cái bài. Thỉnh thoảng anh biết tôi viết trên YouTube một số bài về vấn đề một cái hiện tượng nhỏ nhưng mà nó nói lên một cái tầm vóc lớn, đó là cái chuyện mua lân trong nhà thờ trong dịp Tết Trung Thu vừa rồi. Đấy. Cái nhà thờ đó, khi xây dựng nhà thờ đó, hiểu nghĩa đó là một nơi linh thiêng, một nơi tôn nghiêm. Nhưng mà khi mà đưa cái đoàn lân vô nhà thờ đó để mà múa, một đoàn lân đưa vô nhà thờ đó để mà nhảy nhót trên cung thánh đó, thì đó nó là một sự phá hoại cái sự thiêng liêng của cái tôn giáo. Và chuyện này đó chỉ xảy ra dưới chế độ Cộng sản mà thôi. Cái chuyện múa lân của nhà thờ đó, mặc dù đơn giản lắm, nói là tại vì lễ Trung Thu nó muốn cho mấy trò nhỏ nó vui, nhưng mà là người tôn giáo chúng ta biết rằng đó, những cái đền, những cái nhà thờ, những ngôi chùa phải hiểu là những nơi linh thiêng, những nơi nó uy nghi. Thế bây giờ một cái nhà thờ Công giáo mà đưa đoàn lân vô múa rồi nhảy nhót lung tung ở trên bàn thờ, nghĩa lý gì? Cái này nó phải hiểu nhiều ý nghĩa lắm. Thứ nhất là nó làm coi cái nhà thờ đó như thể là một cái hội trường hay một cái chợ rập. Thứ gì đó là đánh ngay hết sự linh thiêng. Anh biết cái tôn giáo mà tồn tại được là vẫn có một cái linh thiêng của nó. Cái linh thiêng của tôn giáo. Anh đi ngang qua chùa mà anh vô nó thấy người ta bán chợ rầm rầm, anh đâu làm gì anh có sự tôn kính nữa. Anh đi ngang cái miếu thì thấy người ta đốt nhang, anh đi ngang anh phải có sự kính trọng. Chứ bây giờ thấy ngôi miếu là bây giờ mấy đứa nhỏ nó còn nhậu nhẹt thì sao ngôi miếu nữa. Cho nên cái tính linh thiêng tôn giáo là cái chuyện quan trọng. Cộng sản quyết tâm phá vỡ tất cả sự linh thiêng tôn giáo. Đây là một điều sâu sắc lắm anh ơi. Nó sâu sắc lắm. Cuối cùng rồi đó, đối với Việt Cộng đó, chỉ có cái tín đồ của Lê Mát, của Lenin là quan trọng thôi. Còn tôn giáo này đều là thuốc phiện mê dân cả. Đó là mục đích của chế độ. Cho nên cái sự hiểu biết này tôi phải nói là tôi không là học trò bất cứ ai. Nói rõ. Về tới cái thâm độc của chế độ Cộng sản, thọc bằng tay lông lá nó vào nội bộ của tôn giáo đó để nó lũng đoạn. Điều mà đau đớn nhất anh sẽ thấy cái gì? Tại Việt Nam bây giờ gần như thế tới sự lương thiện đó là mọi người hết rồi. Thì lương thiện đó là mọi người gần như nó bị chế độ nó làm mờ đi hoặc lấy đi. Bây giờ nó nâng cao cái gì? Nâng cao bóng đá, nâng cao thi chân dài chân vắn, nâng cao thể buổi nhảy nhót, ăn chơi và tiền bạc. Còn cái tôn giáo để mà nói gì? Thì lương thiện con người đó, bây giờ nó không có còn được đề cao nữa. Bây giờ anh hùng dân tộc bây giờ đó không phải là những người cứu dân cứu nước, chống ngoại xâm, đánh đuổi giặc Tàu, mở rộng biên cương theo cái nghĩa mà chúng ta học hồi nhỏ là cái anh hùng dân tộc của mình. Anh hùng dân tộc bây giờ đó là gì? Là những người manh muôn giỏi, những người làm ăn có bạc tỷ, một số một chiều trở thành tỷ phú, rồi những chân dài chân vắng, rồi những xuống đường đá banh, rồi đội nhà mình thắng thì cỡ truồng chạy khắp nơi. Cái chỗ đó nó thành việc trở thành một cái mốt thời đại. Thì bây giờ cái chế độ nào làm cho nó? Chế độ Cộng sản.
dư thời để những hiện và không bao giờ có hiện tượng quái đản này, không bao giờ có. Cho nên tôi nói đó, chính chế độ nó phá hoại, theo tôi đó, chế độ cộng sản nó phá hoại dân tộc mình nó nhiều mặt lắm, mà có nhiều người dân hiểu rõ hơn thôi. Nhưng mà về mặt tôn giáo đó, thì tôi phải nói cái điều mà tôi lo lắng nhất đó là nó phá hoại cái sự lương thiện trong lòng con người. Trong sách Tôi Phải Sống Tôi Nhớ Rõ đó, sống chế độ này đó, những người lương thiện và người ngay thẳng không có đất để sống, không có đất để sống nữa. Cái nạn theo bằng tham nhũng rồi hối lộ rồi đút nhát bất tài, nó trở thành như thế là một cái routine, tức là cái cuộc sống bình thường người dân, bình thường thôi. Đi nhà thương, anh vô nhà thương, ngay cái người quét phòng đi nữa anh nhét nó chút xíu, nó mới quét nhét lại chút. Đi bệnh viện coi như cháu tôi nó đi đẻ đi sanh thôi, cái người đẩy xe phải nhét nó chút xíu, y tá đưa giường phải nhét chút xíu, bác sĩ thành cái nhét nhét, nó thành một cái thứ, một cái lề lối sinh hoạt của cái xã hội dưới chế độ cộng sản. Tôi hỏi anh, cái sự lương thiện, cái sự tử tế, cái sự tôn trọng nhau nó còn cái gì nữa? Cho nên á, thật sự nói tôi vẫn cầu mong và tôi vẫn đóng góp vào cái việc làm thế nào để mà phải tẩy trừ cho được cái chế độ cộng sản Việt Nam. Tôi nói rất rõ, tôi quyết tâm và tôi cộng tác tất cả người nào để tẩy trừ khỏi cái chế độ nhơ nhốt đó trên quê Việt Nam chúng ta. Thì khi đó đó thì tới cái hồi hậu cộng sản là phải phục hồi nhiều thứ, phục hồi kinh tế, phục hồi chính trị, phục hồi công nghệ của nông nghiệp. Nhưng mà tôi cho là cái mà khó phục hồi nhất, cái khó nhất mà tôi lo lắng là cái phục hồi lại cái sự lương thiện trong lòng con người. Điều tôi thấy rất rõ đó là họ coi những cái vị tôn giáo, tôi nói riêng về tôn giáo thôi, bởi vì tôi không có sống chung với các vị tôn giáo khác, tôi không rành lắm cho tôi không nói. Cái việc mà họ đối xử tôn giáo có coi như là một bầy hủi á, nó sợ lây. Nếu bầy hủi á, nó dễ hiểu rồi, nó coi tới mày là phải nhốt riêng, mặc dù nó không phải là hại gì lắm đâu, nhưng nhốt riêng không cho tiếp xúc với những người thù khác. Mà nếu tiếp xúc á thì tiếp xúc rất giới hạn. Ví dụ như tôi trong 13 năm tù, tôi chỉ được tiếp xúc với người khác, đó là những người bị đưa lên kỷ luật nằm với tôi thôi. Còn ngoài ra tôi không được tiếp xúc với bất cứ một người tù nào khác ở dưới trong những nhà tù mà tôi đã trải qua. Cho nên á, vấn đề đó là họ muốn sợ ảnh hưởng của các vị linh mục trong các nhà tù. Đó, và họ đặc biệt chú ý tới cái đời sống sinh hoạt của các vị linh mục ở trong tù. Chính vì thế mà tôi nói đó, luôn luôn cái người cộng sản nó có tôn giáo là kẻ thù của chế độ. Mặc dù á, dưới mắt tôi chưa thấy nó đã bắn giết một linh mục nào, ngoài ra tôi với tôi vượt ngục thì nó giết tôi chứ nó không lạ gì. Nhưng mà may mắn tôi sống sót, điều này ai đọc sách tôi thì biết đó. Nhưng mà nói chung là cái sự mà hành hạ về thể chất đối với các linh mục khác á, thì không đến nỗi. Cái cuốn sách Tôi Phải Sống là một bức tranh của xã hội Việt Nam hậu bán thế kỷ 20 qua thế kỷ đầu thế kỷ 21 và những năm dưới chế độ cộng sản, nhất là trong chế độ lao tù cộng sản. Đó là tôi nói vậy đó, là tóm tắt lại dữ vậy. Thì cái này nó không phải là hồi ký, có người nói hồi ký là sai. Tôi không biết hồi ký, bởi hồi ký là nói về mình, nói hoạt động của mình, nói cái này tôi gọi là bút ký. Bút ký có nghĩa là tôi thấy và tôi ghi nhận, chứ không phải là hồi ký. Nghĩa là cái hình ảnh của tôi đó, nó đi suốt, xuyên suốt trong cái gần 840 trang của cuốn sách mới này. Lúc nào cũng có con mắt của tôi, cũng có, tôi gọi là có cái ngòi bút của tôi. Nét vẽ của tôi vẽ lại. Và tôi vẽ cách trung thực. Có người nói rằng là tôi chống cộng không phải. Tôi đã phá tất cả những gì mà sai sót trong cái đời sống của dân tộc Việt Nam ta. Thí dụ,
Tôi lên án rất nặng nề những vị giáo sĩ, những vị linh mục nào lợi dụng chức vụ tôn giáo của mình, dựa thế chính quyền, hà hiếp dân chúng, đánh đập dân chúng, và dùng cái chữ gọi là đè đầu cởi cổ chúng đó. Thì trong sách tôi nói rằng những loại giáo sĩ này tội họ nặng gấp trăm lần hơn các ông lại. Tôi không phải là cái người đứng ra vì tôn giáo tụi mình dựng cái việc này. Phải nói rằng á, linh mục Nguyễn Hữu Lễ là người của dân tộc, tôi phải nói rõ vậy. Tôi là người dân tộc, tôi là tôi nói câu trước khi làm linh mục tôi là người Việt Nam. Thì cuốn sách Tôi Mới Sống này đó, nó là một cuốn sách tâm hồn của một người Việt Nam, và người đó là một linh mục, chứ không phải vì ông là linh mục mà viết sách này. Thì nếu anh hỏi tôi tóm tắt lại, nó là một câu chuyện rất dài, và nó giống một cái mắt xích á, cái mốc này nó móc cái mốc kia trong suốt một quá khứ mà tôi được nhớ là hồi tưởng lại trong suốt quãng đời của tôi, từ khi tôi còn mới trí khôn đến thời Pháp thuộc, đến thời Đệ Nhất Cộng Hòa, đến Thanh Mậu Thân, đến Đệ Nhị Cộng Hòa, rồi đến đến ngày lật đổ chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa, đến Đệ Nhị Cộng Hòa, đến ngày 30 tháng 4 mất nước, rồi đến ngày tôi làm cha xứ, đến ngày tôi không đồng ý với chế độ, rồi tôi bị bắt, tôi đi tù, và đi suốt mười mấy năm tù lăn lộn trong rất nhiều nhà tù cộng sản từ Nam chí Bắc, tới ngày tôi ra về xong không được, tới ngày tôi phải vượt biên, tôi ra nước ngoài và tôi gặp lại những người hành hạ tôi nào. Đó là cả một cái bức tranh, một bức tranh dài. Và tôi nghĩ rằng đó, bức tranh này đó là thế hệ trẻ Việt Nam á, phải nhìn thấy, phải đọc, phải hiểu và phải biết, bởi vì á, các bạn trẻ không có cơ hội và không có cái nói cái dịp tiểu đúng, không có phải, không có hoàn cảnh đó phải đưa vô cho đó. Mà tôi là cái người cùng với một số rất đông anh em đã trải qua, nhưng không có thể nói ít có người nào mà chịu những cái sự mà các bạn nặng nề như tôi đã chịu, Tôi nghĩ đây là một bức tranh sống động, bức tranh này vẽ bằng máu, bằng nước mắt của tác giả và của dân tộc. Cái đại thể đó, thì cái câu nói của bà đó với cái chủ trương của tôi nó tương tự như nhau. Nếu anh không biết quá khứ đó, thì anh không thể hiểu được hiện tại. Và nếu không hiểu hiện tại đó, anh sẽ không có một giải pháp về tương lai. Trong cuốn sách tôi đó, ở ngoài bìa cuối cùng đó, tôi viết câu này: đừng ngừng đó, ngồi đó để ngắm nga lịch sử, nhưng hãy dùng lịch sử như ngọn đèn soi sáng cho con đường dân tộc mình phải đi. Phải dùng cái đó như ngọn đèn soi sáng con đường dân tộc phải đi. Chứ nếu bây giờ mình không biết gì cả, mãi mê hồi nhỏ lớn lên là ăn chơi, ở chiều là ăn xe, rồi đá banh, rồi nhậu nhẹt, rồi lo up air, rồi lo buôn bán làm giàu, thì anh làm gì còn có một chút gì về vấn đề tương lai đất nước được. Cái điều mà tôi thấy rất rõ trong nước bây giờ đó, mà được vô cùng tai hại đó, là gần như hầu hết giới trẻ bây giờ đó, họ nghĩ rằng cái quyền lãnh đạo đất nước đó là quyền đương nhiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, và đó là cái điều mà cái chế độ sẽ quyết tâm làm cho được điều đó. Nghĩa là tụi bây làm gì làm, muốn làm gì làm, nhưng mà đừng bao giờ động chuyện đến cái chuyện mà cái quyền lãnh đạo đó là quyền đặc quyền trời ban cho Đảng Cộng sản, từ Thượng Đế mới tổng diện vũ trụ đó đã ban cho nó cái quyền đó rồi. Tức là tụi bây đừng bao giờ động chạm đó. Đó là cái chuyện độc quyền của Đảng Cộng sản, cho nên đó là cái điều vô cùng tai hại. Chính cuốn sách Tôi Phải Sống đó, đó là một cái điều, một cái tiếng kêu gọi thiết tha đối với giới trẻ Việt Nam. Cho nên cuốn sách Tôi Phải Sống này đó, đó là một trong những sự đóng góp nhỏ bé của cá nhân tôi, và có thể nói là của cả cuộc đời tôi, để gửi lại cho thế trẻ Việt Nam trên. Thì đó là một cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử văn học Việt Nam hiện nay, với con số lên 57.000 cuốn, không phải đơn giản. Còn ngoài ra đó, nó còn những cái việc đưa lên trên YouTube, rồi đưa lên trên mấy website, rồi đưa lên trên radio, đưa lên trên báo chí, nó nhiều lắm.
Bây giờ hiện tại bây giờ tôi đã để lên YouTube một cái phiên bản mới nhất có chương trình có 9 tập của sách này, nó phiên bản cuối cùng đấy. Thì 9 tập đó rồi nếu nghe hết đó khoảng chừng 25 tiếng đồng hồ. Cái điều quan trọng tôi muốn nói hôm nay đó, như anh nói đó, là ấn bản tiếng Anh. Bởi vì ta biết rằng đó, ngày nay đó, tiếng Anh nó rất là phổ biến. Và đặc biệt là người ngoại quốc đó, họ đọc sách nhiều lắm. Thì cách đây 2 năm rồi có một bài giáo sư người Mỹ dạy văn hóa, dân chương Mỹ. Mà đọc được một vài phần mà tiếng Anh nó mà thích quá. Bà đến gặp tôi. Đấy. Bà đến gặp tôi. Bà bàn với tôi rằng là để cho bà kêu bằng coi lại cái toàn bộ cái bản dịch đó. Xong rồi thì bà mới giúp tôi gửi đi, tôi dùng chữ là chào hàng là shopping đó, gửi đi nhiều nhà xuất bản lớn thế giới này. Có nhà xuất bản của Anh Quốc, nó gọi nhà xuất bản Austin Macaulay Publishers. Tôi ký công tác từ tháng 4. Thì từ ngày ký cho tới cái ngày cuốn sách ra đời, tối đa là 241 ngày. Thì họ nói rằng nếu mà cha thấy cái này không có gì sửa nữa thì chúng tôi coi đây là cái bản cái phát sinh cuối cùng, rồi họ sẽ in ra một cuốn sách đàng hoàng họ đưa cho tôi coi, rồi thì họ sẽ xuất bản. Mà nếu xuất bản thì tôi rất là hy vọng, đây là hy vọng thôi, là phổ biến rất là rộng, bởi vì đây là xuất bản lớn trên thế giới và xuất bản tiếng Anh này họ chi nhánh khắp thế giới, những quốc gia nói tiếng Anh. Làm sao mà càng nhiều người đọc, nhất là giới trẻ Việt Nam đọc để nó thấy những cái mưu thần trước quỷ của cái chế độ cộng sản này, nó phá hoại cái dân tộc Việt Nam như thế nào. Rồi cái tên cuốn sách Tôi Phải Sống đó nó nói là rất nhiều. Rồi cái tên tại sao tôi dùng sách tên Tôi Phải Sống đó, thì khi người ta đọc cuốn sách ta hiểu, nhưng mà cái ý của tôi là nói rất nhiều, tức là tôi phải sống để tôi còn làm một cái gì đó cho quê hương dân tộc của tôi. Chính vì thế mà cái việc tôi đang ngoài đó nó là sự nối tiếp của cái hoài bão của tôi từ trong nước tôi đến đây. Thí dụ tôi đã sống dưới chế độ đệ nhất Cộng hòa, đi vô hòa, thì tôi thấy cái chế độ đó dĩ nhiên không chế độ nào hoàn hảo hết, phải nói rõ, nhưng mà về cái mặt tôn giáo đó thì cái hai chế độ với cái gì mà phải nói là rất là tốt đẹp, rất là tốt đẹp. Cho nên tôi cố gắng tôi đưa cái truyền thống đó ra ngoài này để tranh đấu cho vấn đề tự do tôn giáo cho Việt Nam. Mà tự do tôn giáo đó là các tôn giáo được sinh hoạt độc lập trong khuôn khổ quốc gia, chứ cái tôn giáo không bị lệ thuộc và ràng buộc bởi cái chế độ vô thần cộng sản. Ai cũng có thể có một cái định nghĩa rất đơn giản rằng chế độ cộng sản là chế độ vô thần, thì làm sao mà sống chung với tôn giáo là hữu thần được. Chế độ còn tôn giáo bắt buộc phải bị không tiêu diệt được á, thì tôi dùng cái chữ gọi là biến dạng. Ngay phía bên công giáo sinh hoạt chặt chẽ như vậy đó mà vẫn còn cái khe hở để chúng ta thọc cái bàn tay lông lá này vào để mà nó 50 cái, 50 cái. Thì những tôn giáo mà theo bằng cái sự hệ thống tổ chức nó không được chặt chẽ đó thì nó đâu có tha đó, đó là điều bất hạnh dân tộc mình. Còn bây giờ anh hỏi tôi về những cái phong trào làm Việt Nam, thì cái phong trào quốc dân đòi trả tự do đó nó là một vấn đề về lịch sử và văn hóa của dân tộc. Tôi chưa đặt vấn đề chính trị ở đây, tôi chưa đặt thì tôi chỉ nói về văn hóa và lịch sử thôi. Thì ai cũng biết rằng là miền Nam chúng ta từ trước giờ đó, miền Nam chúng ta trước giờ đó ai cũng coi Sài Gòn như là một cái trung tâm thủ đô mà, rồi ai cũng coi Sài Gòn như là một cái đến độ người ta cho tên là Hòn Ngọc Viễn Đông nữa, người ta cho tên Sài Gòn là như cái gì đó tốt đẹp nhất, cái tinh hoa của miền Nam. Rồi bây giờ những kẻ chiến thắng áp đặt cái tên ghê tởm đó, nó đè lên đầu lên cổ dân miền Nam. Đây là hành động hết sức là dã man. Tôi chưa nói cái chuyện gì hết nữa. Dã man và phải nói là sự rừng rú của những kẻ có quyền. Tên tội đồ dân tộc mà dùng cái tên đó để đặt cho cái thành phố thân yêu của tôi không thể nào chấp nhận được.
rồi Giáo hội Công giáo Việt Nam cứ cái đà đó mà lại dùng cái tên thành phố Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đặt cho Tổng hội Sài Gòn. Chính vì thế mà cá nhân tôi đã phát động phong trào quốc dân đòi trả lại tên Sài Gòn. Nếu mà muốn đòi trả tên Sài Gòn đó, thì phải nói lý do tại sao mình đòi trả tên Sài Gòn. Bởi vì cái tên Hồ Chí Minh đó, không có xứng đáng một chút nào để cho kẻ thù nó dùng cái tên đó áp đặt lên đầu lên cổ dân miền Nam cả. Khi chế độ Cộng sản Việt Nam đó, nó sụp đổ rồi, thì cái tên thành phố Sài Gòn đó đương nhiên phải trả về với dân tộc. Chế độ chính trị nào rồi cũng sẽ qua đi, triều đại nào rồi cũng sẽ sụp đổ, chỉ có dân tộc là trường tồn. Ngoài ra đó, thì cũng cùng với anh em trong cái lực lượng tranh đấu, trong cái chiều hướng là xây dựng tương lai dân tộc đó, thì chúng tôi có tham gia trong một cái lực lượng và lực lượng cứu quốc, tập hợp một số đoàn thể, và tôi là một trong những người khai sáng và cố vấn. Thì trong đó anh em tôi có tạo ra cái đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Cái đài Đáp Lời Sông Núi này đó là nó không có còn mất sâu, không quảng cáo, không gì hết trơn nữa, là cái đài mà chúng tôi chủ trương sự thật, đưa sự thật về trong nước, đưa sự thật đến các tín giả, coi đó là một cái vũ khí để mình gửi một cái thông điệp về sự thật về cho thính giả, đặc biệt ở trong nước. Bây giờ vẫn còn đang hoạt động. Phải nói rằng là 47 năm đối đời người thì lâu, nhưng 47 năm đối với và mình nước thì nó còn ngắn quá. Cái cuộc chiến gì rồi, mặc dầu đó thì ai cũng biết là nó bị lôi cuốn vào bởi những cái thế lực chính trị nó ngoài tầm tay của mình. Nhưng mà sau cuộc chiến rồi á, tôi tin tưởng rằng là người dân với người ý thức đã bắt đầu nhận ra được cái thân phận của dân tộc mình. Đó là điều tôi hy vọng đầu tiên. Nhưng cái khó chúng ta bây giờ đó là cái người Cộng sản sau khi nó chốt quyền rồi, bây giờ nó không phải là đảng Cộng sản nữa, mà rõ ràng nó một đảng cướp. Tôi dùng chữ rõ, tôi dùng chữ này với tất cả bằng dân thiên hạ thế giới này. Đảng Việt Nam sau bây giờ đó là một đảng cướp. Đảng cướp chính danh, đảng cướp có súng. Tôi biết bây giờ đó có rất nhiều người trong hàng ngũ Cộng sản, họ đã tỉnh thức rồi, họ hiểu hết rồi chứ không phải là không. Họ hiểu, nhưng mà bây giờ đó, họ bị vô cái guồng máy. Mà anh biết bây giờ đó, Cộng sản đã kiểm soát từ đầu cho tới cuối, từ trung ương cho tới tổ, tới xã, tới ấp, tới phường. Tức là cái bạch tuộc đó nó kiểm soát như vậy, để nó giữ quyền, để nó ăn thôi. Yêu nước cái gì, thương dân cái gì, giải phóng cái gì, chỉ có là một đảng cướp. Cho nên cái khó của lịch sử của ta, cái khó nằm chỗ đó. Có nhiều người biết rồi, hiểu đó là một chiến không cần thiết chút nào cả, mà giết không biết bao nhiêu người. Nhưng bây giờ gọi là hết tiếng súng rồi đó, thì nó lại mắc vô cái dòng khác, là dòng của một đảng cướp. Nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng đó, bất cứ một chế độ nào càng bạo ngược bao nhiêu thì nó càng mau sụp đổ bấy nhiêu. Tôi là người tranh đấu, nhưng tôi với người tôn giáo, cho nên tôi tin có đứng thiêng liêng. Và tôi tin rằng đó, đứng thiêng liêng làm những việc mà con người làm không được. Điều đó tôi tin tưởng tuyệt đối. Kinh nghiệm tù đại của tôi trong suốt tôi thấy rõ cái bàn tay Thiên Chúa đụng chạm đến cuộc đời tôi. Và qua biến cố trong đời tôi rất là rõ ghê lắm. Cho nên tôi vừa tranh đấu, tôi vừa cầu nguyện của dân tộc. Chúng ta nên để phạm vi tôn giáo trong cái phạm vi của họ. Tôn giáo chỉ là một sự hỗ trợ cho cái tinh thần của dân tộc. Chứ tôn giáo không phải đứng ra để mà giải quyết vấn đề của dân tộc được. Như khó là như vậy. Cho nên đó, đây là mình nói là phạm vi dân tộc. Mà phạm vi dân tộc đó, thì giới trẻ đó là một thành phần chánh. Chánh. Thật sự nói từ tuổi mình bây giờ nên biết dù mình có kiến thức, mình có kinh nghiệm, nhưng mà cái tuổi đời mình đó nó cũng cao và sẽ qua đi rồi, thì tất cả trách nhiệm đó phải đặt trên vai của giới trẻ. Người Cộng sản cố gắng đó biến giới trẻ thành những hình nộm, nhưng tôi tin tưởng là họ không thể làm hết được.
vẫn có những người trẻ thao thức. Với điều kiện người trẻ nó phải hiểu biết được lịch sử. Cho nên cái cuốn sách Tôi Phải Sống Đây tôi viết trình một chương rất là dài để tâm tình với giới trẻ. Chương dài lắm, hơi dài nhất trong số chương đó, gửi tới thế hệ trẻ Việt Nam. Và đây cũng là một cái trách nhiệm tôi đặt trên vai các bạn trẻ. Và tôi vẫn tin tưởng ở điều này, tôi tưởng này, tôi luôn luôn tin tưởng giới trẻ. Vẫn có những người thao thức, vẫn có những người tìm hiểu, vẫn có những người mình tìm thấy một con đường đi. Với cách là một người lớn tuổi, tôi sẽ là người đồng hành với các bạn trẻ bằng cách là để cho các bạn thấy một cái kinh nghiệm cuộc đời. Nhiều khi các bạn đã nhìn thấy vấn đề nó phiến diện quá, phải có sự hiểu biết rồi đó mới đi đến hành động được. Cho nên tôi thiết tha gửi gắm tất cả tâm tình yêu mến của tôi và hy vọng của tôi đối với giới trẻ. Cá nhân tôi cũng như nhiều người nói, tôi chỉ là một viên gạch lót đường, một viên gạch lót đường mà phải là viên gạch lót đường vững vàng cứng để giới trẻ bước vào đó mà nối tiếp tương lai. Chứ còn không thể nói rằng là chúng ta dùng tôn giáo để chuyển hóa được cái vận mệnh đất nước. Không, không. Cái đó không phải là vai trò tôn giáo. Tôn giáo đó chỉ để nâng lên cái lương tri con người. Nâng lên tôn giáo là nâng cái phần thiện của người lên. Mà phần thiện người lên đó, đóng góp dân tộc rất là nhiều. Cho nên kết luận lại đó là tôi vẫn tin tưởng, tôi vẫn lạc quan. Do cái trời ban cho tôi cái một cái con tim nó nhạy cảm trước cái đồng loại, hay là cái do một cái ý thức gì về thời cuộc. Bởi vì khi tôi 3 tuổi đó, tôi chứng kiến quá nhiều cái xác chết đã trôi lên bờ sông, nhiều lắm, nhiều lắm. Thấy riết nó làm tôi đặt vấn đề, đặt câu hỏi trong đầu thôi. Ai giết họ? Tại sao họ bị giết? Rồi sau này đó, tôi thấy người Pháp họ đi nghẽo người gian dương trên cái vùng của tôi, đừng ngang nhiên mà kêu bằng họ hống hách. Tôi đặt vấn đề người Pháp là ai, tại sao ở đây đó. Rồi tôi chứng kiến một vài linh mục họ quyền uy quá độ, bởi vì họ dựa thế của chính quyền, hoàn cảnh xã hội, tôn giáo tạo cho họ thành một tư lãnh chúa. Tôi đặt vấn đề, tại sao một tôn giáo mà nghĩa là tôn giáo lại làm cho chúng khiếp sợ, làm cho chúng khiếp sợ. Từ đó tôi suy nghĩ được dân tộc Việt Nam là một dân tộc đau khổ. Và ngay từ 10 tuổi đó, tôi đã nghĩ trong lòng tôi rằng thì tôi sẽ đóng góp vô cái sự làm cho dân tộc tôi nó bớt khổ đó. Đó là cái điều mà tôi có ý tưởng hồi nhỏ. Và khi tôi thi tú tài xong đó, thì ở Anh, ở miền khác thì tôi không biết, miền quê thôi đó. Hồi xưa anh biết có thi tú tài nó khó lắm. Ít có người lắm. Có thể nói tôi là người có bằng tú tài toàn phần đầu tiên trong cái làng đó thôi, đầu tiên. Đó là lúc tôi suy nghĩ, cuộc đời tương lai tôi phải làm cái gì đó. Và thôi quyết tâm tôi chọn đường làm linh mục. Bởi vì tôi nghĩ này, trong cương vị linh mục, tôi sẽ có nhiều điều kiện để tôi sống với những kẻ bị thấp cổ bé miệng, để cho người ta cải đổi cái nhìn của dân chúng về cái vai trò của vị linh mục. Và vị linh mục đó phải là linh mục của người nghèo, sống với người nghèo thôi nghèo. Được tới đâu hay tới đó tôi không dám, ước mong là mình sẽ làm cái mạng lớn, không có đâu. Nhưng mà tôi quyết tâm tôi sách tôi nhất đó, thôi sẽ một người nghèo. Và cái câu kết luận mà trong cái tựa đề mà ý hướng linh mục tôi rằng là nếu tôi là linh mục sẽ có người thương tôi, sẽ có người ghét tôi, nhưng không một người nào phải sợ tôi cả.
Thì lớn lên rồi thì hoàn cảnh nào tôi tranh đấu hoàn cảnh thôi, làm cha phó, tranh đấu theo cái phương diện làm cha phó, qua làm cha xứ, thôi tranh đấu theo phương diện làm cha xứ, vô tù, thôi tranh đấu theo phương diện thôi hợp thành tù, ra ngoài, thôi tranh đấu theo chủ ngày, ra ngoài, thôi tranh đấu là một người tị nạn. Và có dịp với anh em đây, tôi tranh đấu với một người, một linh mục, dấn thân với dân tộc.